Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube Ta Sa Trần. Chúc mọi người sức khỏe, may mắn và luôn luôn bình an. Trong video lần này, Ta Sa sẽ cùng tất cả các bạn ở đây, chúng ta sẽ lấy màu của lá dứa, làm sao cho màu sắc vẫn còn tươi xanh đậm đà, giữ được mùi thơm và đặc biệt là phần nước cốt lá dứa của chúng ta không bị đắng hay là có vị nhẫn nhẫn luôn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ làm sạch phần lá dứa. Do là lá dứa có một cái đường rãnh ở giữa, mà cái đường đó thì sẽ hay bám đất, nên khi rửa chúng ta cần lưu ý rửa sạch và chà kỹ ở phần đó nha các bạn. Sau khi rửa sạch những lớp đất cát bám trên lá dứa thì bây giờ mình sẽ rửa lại với một lần bằng nước muối nữa nha các bạn. Đây là phần lá dứa của mình đã được làm sạch. Thì trước khi xay, để đảm bảo an toàn cho máy cũng như là mình xay được nhanh hơn, thì ta sẽ cắt nhỏ cái phần lá dứa này ra nha các bạn. Phần lá dứa hôm nay mình xay sẽ là 200g và tương ứng với 200ml nước nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho 100g lá dứa vào xay cùng với 200ml nước. Mình sẽ cho máy xay hơi lâu một chút để đảm bảo là phần màu của lá dứa được ra hết nha các bạn. Sau khi lá dứa đã được xay nhuyễn, mình sẽ đổ lá dứa ra một cái rây và bên dưới mình sẽ dùng một cái khăn chặn để đảm bảo là những cái sát nhỏ nhỏ của lá dứa không rơi xuống phần nước cốt của chúng ta nha các bạn. Đây là phần nước lá dứa mà mình vừa mới lọc được. Tiếp theo, mình sẽ lấy phần nước này để xay 100g lá dứa còn lại. Với cách này là để đảm bảo mình hạn chế dùng nước lọc khi xay lá dứa, để cho phần lá dứa của chúng ta không có bị loãng quá đó các bạn. Mình sẽ vẫn lược lá dứa như cách làm lúc đầu. Như các bạn thấy thì bên trong phần xác này vẫn còn nước cốt lá dứa. Do đó mình sẽ lấy một cái muỗng và đè thật mạnh để đảm bảo là chúng ta lấy được hoàn toàn nước lá dứa và không bỏ phí. Đây là tất cả phần nước cốt lá dứa mà mình vừa mới lọc được. Mình sẽ đựng trong một cái tô và sau đó mình sẽ tìm một cái nắp để đậy lại. Tiếp theo, mình sẽ chuẩn bị một cái nồi. Bên trong nồi mình sẽ cho một ít nước. Mình sẽ đặt tô lá dứa vừa lúc nãy vào nồi và sau đây mình sẽ chưng cái phần nước cốt lá dứa này nha các bạn. Và các bạn lưu ý là khi thấy nước trong nồi vừa sôi thì các bạn sẽ tắt lửa và mở nắp ra. Nếu như mà các bạn để cái phần lá dứa ở trong nồi nước sôi lâu quá thì phần lá dứa của chúng ta có một cái màu xanh rất là sậm, rất là tối, sẽ không còn được đẹp mắt nha các bạn. Chúng ta sẽ đợi tầm 30 phút thì tinh dầu lá dứa sẽ được lắng xuống dưới đáy ly. Đó là phần chúng ta sẽ sử dụng đó các bạn. Với cách làm này thì các bạn lấy được tinh dầu lá dứa trong thời gian tầm 30 phút. Nếu như các bạn có nhiều thời gian hơn thì sau khi xay lá dứa xong, các bạn sẽ cho cái ly nước lá dứa vào trong ngăn mát tủ lạnh tầm 8 đến 12 tiếng. Thì lúc đó phần tinh dầu lá dứa cũng sẽ lắng xuống, giống như là chúng ta làm theo cách mà chưng lá dứa này nha các bạn. Ở đây là Ta Sa chia sẻ cho các bạn cách làm này là mình sẽ lấy được tinh dầu lá dứa một cách nhanh nhất.
Các bạn biết không, cái phần nước trong bên trên sẽ làm cho tinh dầu lá dứa của chúng ta bị đắng. Nếu như các bạn không có để một khoảng thời gian để cho phần tinh dầu lá dứa lắng xuống và mình lọc bỏ đi phần nước trong đó, thì nó sẽ làm cho món ăn của chúng ta có vị nhẫn nhẫn. Nếu mà nhiều hơn thì sẽ làm đắng cho món ăn của mình đó các bạn. Sau khi phần tinh dầu lá dứa được lắng xuống đáy ly thì các bạn sẽ chắc bỏ phần nước trong bên trên. Các bạn sẽ nghiêng cái ly chắc đến khi nào mà chúng ta không còn chắc được nữa. Phần còn lại chính là tinh dầu lá dứa mà chúng ta cần sử dụng. Với cách làm này thì chúng ta sẽ vẫn giữ được màu xanh của lá dứa, giữ được mùi thơm và đặc biệt là lá dứa của chúng ta hoàn toàn không bị đắng nha các bạn. Vừa rồi, Tasha cũng đã chia sẻ với các bạn cách lấy màu lá dứa một cách đơn giản nhất và nhanh nhất. Chúc các bạn sẽ thành công với cách làm này. Nếu như các bạn có một cách làm nào đó nhanh hơn và đơn giản hơn thì các bạn comment chia sẻ cho Tasha biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.